Chị có coi cái đoạn đi du lịch không? Không, coi nhạc thôi. Thực ra thì nhà Remax rất là nhanh nhạy trong cái xu thế giải trí mới nha. Giàu nữa. Đúng rồi, có điều kiện. Tại vì là em biết là còn có một cái format cũng kết hợp du lịch và âm nhạc khác nữa, mà du lịch nước ngoài ấy, chứ không phải là du lịch trong nước, nhưng mà vẫn còn đang trong giai đoạn chuẩn bị thôi. Thì nhà Remax đã kịp tung luôn thành phẩm rồi. Thành ra là nó cũng có một cái sự mới mẻ trong thị trường. Sắp tới đây thì những cái dạng show như thế này, ngoài cái show em biết, ngoài show của nhà Remax, thì theo như em nghe đồn á là trên bàn giấy, bàn kế hoạch á là phát huy ngôn ngữ âm nhạc dân tộc trên đất phương Nam. Bây giờ nhân ngày 20/6 chúng ta sẽ trò chuyện chuyên nghiệp một chút. Anh đánh giá như nào về vai trò của cơ quan báo chí trong việc tuyên truyền và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc? Nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, đội viên thanh niên phong và cái cuộc khám